đấy, cứ đây cứ nhìn nhìn theo màn hình đẹp là được, không phải bấm vào đâu nữa, không phải bấm nữa. Cầm thế thôi nhé. Cá ngồi vào đây. Đấy, quay sát vô. Ê, quay sát vô nhá. Nào, giới thiệu các bác đến giờ cho cho chim ăn. Đấy, quay sát vào, quay sát vào. Quay sát là nhìn rõ không? Đấy, đấy, đây là dấp tay và dấp nước vào tay này, đấy, khởi động hệ thống tiêu hóa này. Đấy, đấy, đấy. Ai bảo chim này không há mồm mà các bác? Đấy, đang ghi hình nhá, trực tiếp truyền hình VT. Cháu gái quay cho chú nhá. Bình thường là chú toàn tự quay. Đấy, chảy 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 thôi, nghĩ diều vừa phải. Đấy, một chú. Đấy, đừng nghĩ đây, lấy tay khoắng này, chơi hẳn cái xin anh bằng đây. Mua phát bắn thì được khoảng 2 em. Đấy, đấy, hai chú. Nào, đây chú này nữa. Đấy, đấy, tôi có phải vành mồm đâu, không sặc con nào cả, không chết một con nào cả, 100 con. Đấy, loại này sau nuôi mà đẻ thì thôi rồi, 1 năm rồi in ra không biết bao tiền. Đấy, cho lên đây cho nó chơi. Đấy, chơi cho nó rộng chỗ đã, khởi động kia để kiểm tra xem là con nào nó chân móng nó có vấn đề gì thì còn bỏ riêng ra. Các bạn cầm chim, các bạn đỡ này này, nó đang no diều, các bạn đừng cầm ôm vào người nó căng diều quá là nó không tốt. Đấy, nâng lên thế, nâng trứng hứng như hứng hoa. Đấy, nó đói thế này, đây dùng hai ngón tay hoặc dùng nhúm thế này này, dấp nước này, nhúm vào đây này. Đấy. Nhưng mà muốn như này các bạn phải bón từ lúc còn mấy ngày tuổi, 7 ngày tuổi. Đấy, đấy, nó rúc rúc như kiểu như vào rúc núc vào cổ mẹ nó này. Đấy, nguyên lý của con chim mẹ nó bón là như vậy. Đấy. Thì bây giờ trêu nó một tí thôi để cho nó quen người. Còn nếu con nào mà há mồm, muốn há mồm thì các bạn chỉ đưa cái kẽ tay này, nó há mồm. Đấy. Đây là video hướng dẫn bón chim cu gáy non này, chi tiết nhất và cụ thể nhất các bạn nhá. Các bạn đăng ký kênh Chim Cu Gáy Hay ở trên YouTube và trên Facebook để luôn luôn là nhận những cái video chia sẻ. Đấy, cho lên. Đấy, lại rít khoáng lên. Cái này dùng bằng cám pha với thuốc rồi loãng loãng ra cũng được. Ngày cho ăn 2 lần. Đấy, 2 lần, 3 lần cũng được. Nếu như các bạn lưu ý một số cái lưu ý trong quá trình bón là các bạn kiểm tra con nào mà diều nó cứng cứng á, là nó đang ở cái mức độ là nó thiếu nước để nó tiêu. Các bạn lại phải rít cái phần loãng loãng các bạn cho nó ăn để nó tiêu bỏ cái chỗ cũ đi. Nó sẽ nói to đúng này. À, ô, đấy. Mới to đúng không? Vâng. Rồi, đấy là con bấm vào đây này, nó zoom. Rồi, ông nào gọi điện thoại tí nữa nghe sau. Đây, đấy, đấy, đấy. Nguyên lý là các bạn bón là các bạn đặt cái xin anh nó phải cao hơn con chim và theo tư thế là rót mật, tư thế gọi là chảy xuống hố. Nhưng các bạn đừng để, hoặc là cầu vồng cái này này, cầu vồng này. Đấy, thấy chưa? Đấy, rõ ràng là các bạn thấy bón một chú chim là không có một vết sặc, không có một vết bẩn và chim là bông tơi, 100 con như cả 100. Đấy, loãng như này, đấy, súng này, đấy, súng. Đấy, thấy chưa? Lần lượt từng em ra một. Một cái bu này là 20 con, 20 em, 10 đôi, 20 em. Đó. Đấy.
Loại này chịu khó bón này, sau nó đẻ ác lắm, nó thuần nó đẻ ác lắm. Đấy. 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 Hướng dẫn chi tiết, không có video nào hướng dẫn chi tiết hơn video của Thao chim cu gáy. Đấy. Đấy. Đỡ lên. Đấy. Đấy, đây là. Đấy, thấy chưa? Rất là khỏe mạnh đấy. Ôi. Đấy. Cẩn thận gãy cánh. Đấy. Cho nó rũ bớt lông đi. Đấy. Đây. Dắp tay vào nước này. Nhúm nhúm này. Đấy, đấy, rúc 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 rúc. Há mồm, há mồm, há mồm, há mồm. Nếu nó không há các bạn dùng ngón tay cái, ngón tay trỏ hơi này này nghiêng nghiêng ra xong đưa cái này vào. Đấy, ợ từ từ thôi nhá. Đấy, ợ ợ. Ợ như con mẹ nó ợ vào cho con nó. Đấy. Ngày chỉ hai nhát như này là đủ dinh dưỡng rồi. Đấy. Đấy. Kiểm tra chân. Đấy. Những cái lúc như này là các bạn lên kia để cho nó khởi động cái bộ cánh rồi kiểm tra chân. Đấy. Đấy. Kệ chưa? Đấy. Đấy. Rồi. Đấy. Đấy. Đây. Tôi làm một xô này. Một xô luôn. Đấy. Các bạn hòa đến đâu là bón đến đấy nhá, không để lưu cữu nó chua. Đấy. Đấy. Thế là đâu, lại dấp tay vần tí nước rồi. Đấy. Đấy. Cứ dấp tay nước bắt đầu nó mới rúc vào tay mình. Đấy. Cháu dí sát vào cái miệng của nó này để quay cho các bác nhìn, chia sẻ cho các bác. Tránh những trường hợp gọi là thiệt mạng của những chú chim khác. Đấy. Mạng internet và mạng xã hội cộng đồng cho đi là nhận lại. Tôi sẽ chia sẻ trên cái kênh chim cu gáy hay của tôi. Và số điện thoại của tôi là 01 63 530 5982. Tôi cung cấp chim cu gáy non, chim giống toàn quốc. Đó. Các bạn yên tâm là mua ở những cơ sở như này là không bao giờ có một vấn đề gì về bệnh tật chim cả. Bởi vì cái kỹ thuật của chúng tôi sau nhiều năm, đó, sau nhiều năm đã đạt được đến mức độ là ra được những chú chim non nên hàng 100-200 con trong một thời điểm. Đó. Đấy, đấy, đấy. Đấy. No. No. Bạn nhìn cái diều của nó vừa phải thôi. Giống này là giống diều ngoài. Nên là chúng ta nuôi rất là dễ. Nó không như là hàng chì chòe hay là khuyên. Đấy. Các bạn này, đấy. Đây là ok, cứ dí sát vào cái miệng để chú nào dí sát vào, sát đấy. Đây này, dấp tay vào nước này, đấy, nhúc, đấy, nhúm này, đó, đấy, xong bắt đầu lừa nó, ve, này. Ngón tay cái với ngón trỏ ve cho nó nghiêng nghiêng hay hay, đưa ngang cái này vào này, đấy, đây này, đấy, hoặc là mình đưa tay thế này, đấy. Có rất nhiều cách để mình lừa nó, để mình tạo thành cái đầy gạt nó vào này. Đấy, xong bắt đầu ợ từ từ, nhích từ từ. Đấy, ở trên cái phần đây tôi ví dụ như đây là cái miệng của con chim. Thì cái dưới cái miệng này nó có một cái lỗ, có cái đường gọi là đường hô hấp, đường thở. Thì các bạn đưa cái dâu này nó phải qua cái đường thở đấy để cho nó vào diều trong. Hoặc các bạn không được để con chim nó theo có cái cảm giác là sắc. Bởi vì khi mà con chim nó ăn thì nó phải có cảm giác là lúc như kiểu mẹ nó bón. Thì những cái lúc đấy là những cái van thở của nó là được đóng mở. Đấy, nó đóng mở theo đúng cái cách của nó. Thì nó sẽ không bị sặc và phổi. Đây này. Tôi nói cụ thể luôn. Đây. Vậy chưa? Đấy, quay sát vào miệng nó. Nó có một cái lưỡi gà và một cái đường thở. Thế nên các bạn, chúng ta làm cái gì chúng ta phải quan sát. Và chúng ta đưa ra một cái kết quả tốt nhất. Đó. Đấy. Và em này vậy thôi. Tôi cứ đưa tay là há. Đấy, tôi có phải cậy đâu. Không phải vành mồm làm gì cả. Không nên để nó sặc. Các bác nhá. Đấy. Đấy, tôi rất là nhiều điện thoại. Đấy, anh em gọi vào cái giờ tôi đang làm cái gì là rất là phải thông cảm. Đó. Các bạn nhìn rõ nha. Đây này. Đấy, ợ này, quay rõ vào cái xi nành này, quay rõ vào xi nành. Đấy, đấy, đấy.
vừa phải thôi nhá. Các bạn nên bón khoảng 70-80% diều thôi, đừng bón 100% diều. Trước khi bón là sờ con nào mà cái lượng thức ăn của hồ bữa hôm trước nó vẫn chưa tiêu hết, có nghĩa là cái tỷ lệ nước của nó là còn đang thiếu, thì các bạn lại phải rít cái phần nổi ở trên này nó loãng hơn để cho nó có thêm nước vào, cho nó có đúng cái tỷ lệ ở trong diều nó, và nó sẽ gì, nó sẽ ăn đó đó đấy. Thì các bạn thân mến, là số điện thoại của tôi là 0163530982, tôi tên là Thao đó, trung cấp chim cu gáy giống. Đây là một em này đấy. Đấy, các bạn thấy là rất là ok đúng không? Chim nuôi các bạn nhìn thấy là nó phải bóng trơn và nó nhanh nhẹn như thế này thì các bạn đạt được mức độ là nuôi chim 100 con không sảnh con nào, trừ những con nó bị kém ở trong phôi trong trứng thì chịu, còn nếu như trong điều kiện khách quan là không vấn đề gì cả. Đấy. Các bạn sờ cầm một con chim nó phải đẫy, nó nhiều thịt núng niếng, và sờ vào cái lườn này nó phải béo đẫy như con. Đấy. Đấy. Thì đây là gì? 2 4 6 7. Đấy. 8. Rồi quay xuống dưới, 8. Đấy. 10. Đó. Đấy. Đây là cặp chim điển hình. Đó. Số điện thoại để các bạn mua chim như thế này. Nếu các bạn mua những cái tàu nhà tôi sẽ chuyển cho các bạn, và các bạn chỉ bón một vài ngày là nó sẽ biết ăn. 0163530982. Nhà tôi ở cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội, thành phố Hà Nội. Tôi chuyên gây và nhân giống chim cu. Lúc nó no như này là các, các bác không nên cầm thế này, mà các bạn phải lên đỡ thế này, truyền từ tay nọ sang tay kia là đỡ như này. Đó. Thứ nhất là con chim nó cũng sẽ rất là thân thiện. Thứ hai là con, đấy các bạn có thể kiểm tra nhìn rõ cánh này, lông, cánh đấy, bộ đó, ngực này, đấy, diều. Khả năng được một con đực nữa. Đấy. Thì với cái một cái diện tích như thế này là tôi tự làm, tôi ghim nó vào và tôi làm một cái cửa lật. Đấy, là nuôi được 20 chú. Mà nhà lúc nào cũng có khoảng chục ô như thế này. Để các bạn biết là tôi nuôi rất là chuyên nghiệp. Đấy. Đến giờ cho ăn này. Từ bây giờ các bạn thấy là tôi nuôi cho họ ăn 20 con. Và vừa quay vừa thuyết trình cho các bạn, nó cũng chỉ đáng có mấy phút thôi, không có gì vất vả cả. Đấy, một lượng chim rất là chắc chắn. Đấy. Đấy. Và tôi chứng minh rằng một điều là các bạn mua chim giống nó rất là ok. Đấy. Đấy. Sau khi đó là tôi để khay, cái khay này là tôi có thể là thay cái khay khác. Đấy. đứng dậy cháu đấy. Quay chéo từ trên xuống dưới. Đấy. Đây phân của nó, các bạn nhìn phân nó rất là đẹp, phân nó phải đẹp như thế này thì mới là khỏe mạnh chim. Đó. Còn đây là cái khay mới tôi cho vào đây. Đó. Vậy vị chi là rất là sạch sẽ đúng không các bạn? Đó. Tôi sẽ đấy, nó lúc nhúc như là một ổ chăn. Đấy, và gì nên sau khi cho ăn xong là ta đóng xuống rồi, và ta buộc cái dây vào đây, thế là mang ra cho nó sưởi nắng một tí. Đây là mang ra giữa sân sưởi nắng cho nó bông tơi, cho nó bay bỏ bớt những cái ở cái lông ống đông măng. Đấy. Và đây là những em gọi là đã biết ăn rồi. Đấy. Đã biết ăn rồi. Đấy. Đang thừa nghỉ. Đấy. Đấy. Ok. Đấy. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Chim Cu Gáy Hay, và hãy đăng ký kênh để tiếp tục đón nhận những video mới. Thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Số điện thoại là 0163530982. Thân ái chào tạm biệt.